Đầu tuần tới, early next week. Early next week. Tôi đến sớm không? I early. Am I early? Còn sớm mà. It's quite early. Anh ấy thường đến sớm. He's usually early. He's usually early. Tôi thường tập thể dục vào buổi sáng sớm. Usually do exercise in the early morning. I usually do exercise in the early morning. Tiếp theo sẽ là thử thách ngày hôm nay dành cho bạn nào. Tập trung và ghi được cái thử thách của chúng ta xuống bên dưới nha. No worries, I will take you home early. No worries, I will take you home early.